Hello mọi người, chào mừng các bạn đã đến với chiếc video tại Gia Lai. Mình đang có mặt tại Gia Lai và đây là hình ảnh đầu tiên mình muốn gửi đến các bạn. Các bạn có thể nhìn thấy Tuấn Anh đang đọc sách, mặc một chiếc áo khoác, đang ngồi khoanh chân trước cửa phòng. Và nơi mình đang có mặt chính là Hàm Rồng. Đây là khu ở của đội 1 câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Và lúc mà mình chuẩn bị tác nghiệp trong cái buổi tập thì mình đã chứng kiến được cảnh Tuấn Anh ngồi đọc sách trước cửa phòng rất là thư thái, ở trong một cái thời tiết rất là tuyệt vời và một cái không gian rất yên tĩnh. Thật sự là một cái góc rất chill của Tuấn Anh. Mình nghĩ rằng cũng không có quá điều gì quá đặc biệt ở đây cả. Có điều là mình đây là lần đầu tiên mình nhìn đến Tuấn Anh như thế, cho nên là mình ghi lại cái hình ảnh đấy. Bên dưới thì các trợ lý cũng đang chuẩn bị những cái dụng cụ chườm đá, rồi là những cái dụng cụ tập luyện, chuẩn bị bước vào cái buổi tập trong buổi sáng ngày 14 tháng 10. Mình có mặt ở đây từ ngày 13 tháng 10 và ngày hôm qua đấy. Thì hôm nay thì mình đã có một cái lịch, biết được lịch của đội tuyển của câu lạc bộ Hoàng Gia Lai tập luyện. Và đây Phan Thanh Hậu đang chuẩn bị bước vào cái buổi tập. Các đồng đội thì đang chuẩn bị sẵn sàng để bước vào cái buổi tập. Trong khi đó thì Tuấn Anh cũng đang có lẽ đọc nốt một chút nào đấy liên quan đến cái cuốn sách của Tuấn Anh, và sẵn sàng bước vào cái buổi tập để chuẩn bị cho trận đấu gặp câu lạc bộ Hà Nội. Rồi, đây là người đầu tiên bước ra, ông trợ lý người Hàn Quốc. Các cầu thủ của Hoàng Anh Gia Lai thì sẽ tập luyện vào lúc 10 giờ sáng ngày 14 tháng 10. Một cái buổi tập mà thường thường sẽ là một buổi tập mà nhẹ thôi, để chuẩn bị cho trận đấu quan trọng gặp câu lạc bộ Hà Nội. Như các bạn đã biết thì Hoàng Anh Gia Lai đã thất bại trước Viettel trong cái trận đấu tại hàng đẫy và rơi xuống vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng chỉ với 20 điểm. Và Hà Nội thì đang trên Hoàng Anh Gia Lai ở vị trí thứ 4. Các bạn thấy là Anh Đức đang là một trong những người đầu tiên bước ra buổi tập, bước ra cái sân tập. Sân tập của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai, nói đúng hơn là sân tập của đội 1 câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai thì đối diện ngay khu ở và rất là tiện để các cầu thủ khi mà di chuyển từ cái chỗ nghỉ ra đến cái chỗ tập luyện. Đây là Dụ Quang Nho, một trong những cầu thủ đã được thi đấu rất là nhiều trận đá chính trong màu áo của Hoàng Anh Gia Lai tại mùa giải V-League 2020. Khi các cầu thủ vừa bước ra thì đây là những cầu thủ đầu tiên và họ đã chơi cái bài đá ma với một cái trái bóng khá đặc biệt. Không phải bóng thi đấu bình thường, là một cái trái bóng cao su và có hơi, cũng khá giống với cả cái độ nặng của quả bóng. Tuy nhiên cái kích cỡ thì lại to hơn. Một cái trái bóng chắc chắn là sẽ dùng trong cái buổi tập ngày hôm nay. Đây là nhóm các cầu thủ bước ra và đang chuẩn bị chờ đến đúng cái giờ tập luyện. Câu bộ Hoàng Anh Gia Lai cũng khá là khoa học khi mà mình được biết là họ đã di chuyển cái lịch tập sang cái buổi sáng trước khi cái trận đấu diễn ra vào khoảng thời gian mùa giải 2020. Rất là nhiều buổi tập rồi các bạn có thể chứng kiến. Và đây chính là các cầu thủ như Văn Thanh, Xuân Trường, Văn Toàn. Đấy, là những cầu thủ nòng cốt của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai trong những mùa giải gần đây. Và đang nói về chuyện khoa học thì ngày buổi tối ngày hôm qua 13 tháng 10 thì câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai cũng đã có một cái buổi ăn uống và gọi là thắt chặt tình là đồng đội cũng như là giải trí trước cái trận đấu, trước cái buổi tập cũng như trước trận đấu gặp Hà Nội FC. Đội trưởng Tuấn Anh là một trong những người bước ra cuối cùng trong buổi tập của đội bóng Phú Núi. Tuấn Anh thì như các bạn đã biết đeo băng đội trưởng kể từ khi mà Xuân Trường không thể thi đấu do vấn đề liên quan đến chấn thương, cũng như là Xuân Trường cũng sang Buriram United. Và Tuấn Anh kể từ đó cho đến nay thì giữ băng chiếc băng đội trưởng. Nhưng mình nghĩ rằng cái vai trò của Tuấn Anh và Xuân Trường cũng ngang nhau thôi. Lúc này thì tại Phú Núi thì thời tiết cũng khá là mát và nhiều khi cũng cảm thấy hơi lạnh khi nếu mà đi xe máy. Phú Núi lúc này thất thường ở thời tiết lúc mưa lúc nắng. Mình tác nghiệp đây thì cũng thường có những hạt mưa. Mình nghĩ rằng đây là cái thời tiết thuận lợi cho các cầu thủ tập luyện cũng như thi đấu, bởi vì với đội bóng Phú Núi thì rất là quen với cái thời tiết này rồi. Việc được chơi trên sân nhà Pleiku cũng là một cái lợi thế rất là lớn của thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Văn Đàn. Đấy. Tình hình lực lượng thì các bạn đã biết, Biểu Ngọc cũng như là Memovic cũng sẽ không thể góp mặt trong trận đấu ở FC do vấn đề liên quan đến thẻ phạt. Và người
bắt thay Biểu Ngọc, mình dự đoán có thể là thủ môn Lê Văn Trường, đó là một trong những thủ môn mà cũng được huấn luyện viên Nguyễn Văn Đàn rất là đánh giá cao. Và như các bạn đã biết thì đã từng có thời điểm mà Lê Văn Trường đã được vào sân trong trận đấu gặp Thành phố Hồ Chí Minh ngay sau khi mà huấn luyện viên Nguyễn Văn Đàn lên nắm cái vị trí huấn luyện viên trưởng. Đây là cái bài tập với cái quả bóng rất đặc biệt. Chúng ta cùng quan sát cái bài tập này một chút, bởi vì đây là thực sự chỉ là một cái bài tập vui thôi. Và với cái việc mà luật của cái bài tập này đưa ra là với những cái pha đánh đầu thì được cộng thành 2 điểm thay vì 1 điểm, thì phần lớn các cầu thủ đều chơi bóng bổng chứ không hề truyền bóng, bởi vì thực sự là quả bóng to như này mà truyền thì cũng rất là để mà khó mà phối hợp. Chính vì thế mà các cầu thủ của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai thường lựa chọn cái cách truyền bổng. Các bạn có thể thấy đây, truyền rất bổng lên phía trên, và sau đó thì các cầu thủ còn lại nếu mà chỉ ghi bàn thắng bằng chân thì sẽ được tính 1 điểm, còn ghi bàn thắng bằng đầu sẽ tính 2 điểm. Đó là cái cách chơi của cái bài tập này. Và đương nhiên thực sự là mình nghĩ rằng mục đích quan trọng nhất chính là để gọi là các cầu thủ có một cái cảm giác vận động, cũng như là cái cảm giác quen cái trạng thái trước khi thi đấu. Chứ còn cái mình nghĩ rằng cái cụ thể của cái chất lượng của cái bài tập thì nó ở cái mức gọi là vui thôi, chứ còn các cầu thủ cũng đùa nghịch với bóng là chính. Các bạn thể thấy thủ môn thì ở bên phía đội bóng mặc áo bíp thì là thủ môn Phan Thanh Hậu, còn phía còn lại thì là Triệu Việt Hưng, đều là những cầu thủ thuận chân trái. Phan Thanh Hậu thì đã có lần đầu tiên vào sân tại V-League 2020 trong cái trận đấu gặp câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Cũng lâu lắm rồi chúng ta mới nhìn thấy Phan Thanh Hậu ra sân. Và với Triệu Việt Hưng thì cũng đang là một trong những cầu thủ quan trọng của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai, thường xuyên cũng được vào sân ở băng ghế dự bị thay cho Xuân Trường hoặc Tuấn Anh, là một cái cầu thủ rất quan trọng của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Trở lại với cái bài tập này thì các bạn có thể thấy là với quả bóng rất là to như này thì phần lớn các cầu thủ sút rất căng, và để phối hợp thì cũng không hề dễ dàng một chút nào. Mình quan sát được là dù đang ở cái cương vị là đồng huấn luyện viên trưởng, nhưng mà cả huấn luyện viên Nguyễn Văn Đàn cũng là huấn luyện viên Dương Minh Ninh thì đều rất chăm chỉ đi nhặt bóng. Đó là một cái hình ảnh mà chắc chắn ít ở cái câu lạc bộ lớn ở bóng đá thế giới chúng ta phải chứng kiến. Các huấn luyện viên trưởng thì thường họ sẽ thường quan sát và để các trợ lý làm cái việc đó. Tuy nhiên là tại câu lạc bộ Hoàng Gia Lai thì mình có thể quan sát thấy các trợ lý, các huấn luyện viên được công bố là huấn luyện viên trưởng thì cũng không khác gì các trợ lý cả. Mình nghĩ rằng là cái danh xưng có thể là nó cũng là khác biệt thôi, chứ còn cái vai trò cũng như cái trách nhiệm tại các buổi tập như này mình nghĩ là vẫn thế, không thấy có gì mà thay đổi cả. Mình đã quay quá nhiều cái buổi tập của câu lạc bộ Hoàng Gia Lai rồi. Các bạn có thể thấy Xuân Trường và Tuấn Anh ở cùng một đội, và họ luôn luôn dùng những cái pha truyền bổng, pha dứt điểm ghi bàn thắng nếu mình không nhầm của Văn Toàn. Với cái trái bóng to như này thì các cầu thủ rất là thích sút vì rất là êm chân. Đây có lẽ là một trong những cái trái bóng mà để tập gym thì đúng hơn là để thi đấu như thế này, để tập vui như thế này. Rồi, một pha đánh đầu rất cận thành của anh Đức đã ghi cái bàn thắng quan trọng cho đội bóng của anh Đức. Hai cầu thủ Trương Trọng Sáng cũng như là Trương Ngọc Quang không hiểu ý nhau. Về cái việc đối mặt với câu lạc bộ Hà Nội thì như các bạn đã biết, Văn Quyết cũng đã có một cái bài phát biểu trước đó trong cái buổi tập của câu lạc bộ Hà Nội vào ngày hôm qua 13 tháng 10, thì Văn Quyết cũng có nói rằng câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai mọi cầu thủ đều có thể thi đấu cho Hà Nội FC, và đặc biệt là các cầu thủ như các cái cá nhân tốt như kiểu Xuân Trường hay là Tuấn Anh thì đều cũng là những cầu thủ rất là chơi cá, có cái cá nhân rất là tốt. Tuy nhiên Văn Quyết cũng nói rằng câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai cũng như là các câu lạc bộ nào thì cũng có những điểm yếu, và chắc chắn là Hà Nội FC sẽ cố gắng khai thác những cái điểm yếu
của đội bóng đối thủ. Về phía Hà Nội thì họ sẽ, đáng ra là họ sẽ có cái buổi tập mà làm quen sân vận động Pleiku vào lúc 17 giờ. Tuy nhiên là cái chuyến bay của họ đã bị delay theo thông tin mới nhất mình nhận được. Chính vì thế mà cái buổi tập của câu lạc bộ Hà Nội sẽ phải đẩy xuống khoảng 19 giờ. Và theo dự đoán của mình thì họ cũng chỉ làm quen sân ngắn thôi, chứ còn không dành nhiều thời gian để dồn sức cho cái buổi tập, vì là ngày mai thi đấu rồi, và cái buổi tập lúc 19 giờ nó cũng khá muộn tại phố núi, sương xuống và trời khá lạnh, và cái múi giờ thi đấu cũng khác hoàn toàn so với cái buổi tập đó. Chính vì thế mà mình nghĩ rằng các cầu thủ cũng chỉ chủ yếu là làm quen cái mặt sân, và sau đó thì sẽ không tập luyện hay là tập nặng gì cả trong cái buổi tập tối ngày 14 tháng 10 lúc 19 giờ. Với thành tích hiện tại của câu lạc bộ Hoàng Gia Lai thì đương nhiên là họ vẫn còn rất là nhiều cái cơ hội để thậm chí là cả vô địch nữa. Tuy nhiên là mình nghĩ lúc này thì đang rất khó khăn với cái sự mất mát của ở vị trí hàng phòng ngự như Memovic hay là vị trí thủ môn như Bỉu Ngọc, thì chắc chắn là huấn luyện viên Nguyễn Văn Đàn, giám đốc kỹ thuật Lee Tae Hoon hay là các cộng sự sẽ phải tính toán rất là kỹ để có thể có một cái cuộc chiến dài hơi. Bởi vì cái vòng đấu lượt về này trong vòng 8 đội thì các cầu thủ cũng như là các đội bóng sẽ phải căng mình ra thi đấu sát giờ, sát ngày với nhau thì đúng hơn, rất sát ngày. Và cái điều đó sẽ ảnh hưởng đến thể lực cũng như là cái con người của các đội bóng, và cái việc mà luân phiên đội hình thay đổi nào đó ở cách chơi sẽ giúp cho các đội bóng có cái sự điều chỉnh hợp lý, sẽ có kết quả tốt. Như vậy là mình quan sát được cũng như nghe được cái tình huống không may xảy ra với tiền vệ Kelly. Cầu thủ này đang có vấn đề liên quan đến ngón tay, và huấn luyện viên Dương Minh Ninh có nói rằng là Kelly hình như là đang bị trẹo chật cái ngón tay rồi. Và lúc này thì bác sĩ Đồng Xuân Lâm đã phải đưa Kelly đi băng bó. Như vậy là một chấn thương không đáng có, rất may là chỉ ở ngón tay thôi, chứ mà ngón chân giống cung phượng thì mình nghĩ rằng sẽ khó để có thể thi đấu. Rất may cho Kelly. Lực lượng lúc này đang là một vấn đề lớn đối với tất cả các đội bóng thi đấu tại V-League, bởi vì cái lịch thi đấu rất là dày, và cái vấn đề thẻ phạt, vấn đề chấn thương cũng rất là nan giải. Đây là một tình huống tập đá phạt, những tình huống đá phạt của Lương Xuân Trường. Lúc này thì buổi tập đã gần như kết thúc rồi, các cầu thủ sẽ tự do tập luyện và luyện những cái miếng đánh của mình. Đây, Xuân Trường, mình sẽ theo dõi Xuân Trường. Các bạn thấy rất nhiều những cú đá phạt được diễn ra, những cú cứa lòng, những cú tập đá phạt của Xuân Trường. Xuân Trường nổi tiếng là một cầu thủ có cái chân phải đặc biệt lòng trong, rất ngoan, và thực hiện rất nhiều những quả đá phạt thành công trong màu áo của cả câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai lẫn các cái lứa U23, U19 trước đó. Và bây giờ chúng ta hãy cùng xem Xuân Trường tập đá phạt như nào. Tại mùa giải năm nay thì Xuân Trường cũng chưa có một cái cơ hội để ghi bàn. Có thể là có những cái pha dứt điểm, nhưng mà tất cả những cái pha đó thì chưa thành bàn thắng. Và Xuân Trường lúc này thì cũng chưa có một cái bàn thắng nào tại V-League cả. Chắc chắn là Xuân Trường rất khát khao có thể ghi được những cái bàn thắng để giải tỏa những sức ép vô hình lên cầu thủ người Tuyên Quang. Những cú đá phạt từ ngoài vòng cấm của Xuân Trường luôn là vũ khí rất lợi hại. Các bạn thấy là từ nãy đến giờ mình đếm thì cũng phải hơn chục quả tập cú sút của Xuân Trường rồi. Xuân Trường đang nói chuyện với Tuấn Anh. Xuân Trường là sự lựa chọn số 1 ở các tình huống cố định, các tình huống mà Xuân Trường tập liên tục như thế này. Chắc chắn là khi vào sân thì Xuân Trường rất là quen với những tình huống đá phạt. Ở một nhóm khác, đây là nhóm của Triệu Việt Hưng. Có lẽ là hai những cầu thủ này đang tập sút với trái bóng đặc biệt này. Một cú sút rất trái phá, và người bạn của Triệu Việt Hưng đã không thể bắt được.
Các bạn có thể thấy là các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai mỗi người có một cái cách tập luyện riêng khác nhau. Với Xuân Trường thì là những cú đá phạt, còn với Văn Toàn đây đều là những tập dứt điểm. Chevowas cũng cùng Văn Toàn tập dứt điểm. Còn Xuân Trường thì liên tục là những cú sút ở ngoài vòng cấm. Cái sự tập luyện liên tục như thế này thì sẽ giúp cho các cầu thủ người ta gọi là có những cái kỹ năng đặc biệt riêng của mình. Và mình tin rằng chắc chắn cơ hội mà đến, hoặc là những cái việc mà được thực hiện những cái cú đá phạt theo kiểu gọi là như thế này thì nó không khác gì một cú đá pen với cả Lương Xuân Trường cả. Anh em có thể search lại những cái tình huống sút phạt của Xuân Trường. Xuân Trường có một cái dáng sút phạt cũng rất là đẹp, tay trái vung lên, tay phải hạ thấp xuống để có thể nghiêng người và đưa bóng đi xoáy. Đó là cái cách sút cũng khá giống với cả ngôi sao David Beckham. Và thần tượng của Xuân Trường ngày bé cũng là David Beckham. Mãi đến sau này thì Xuân Trường mới thần tượng Steven Gerrard. Đấy là những hiểu biết của mình về cầu thủ của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Các bạn để ý Văn Toàn và Chevowas liên tục tập những tình huống mà căng ngang. Còn Xuân Trường thì tập đá phạt, nhóm khác thì đá ma. Vâng, những cú sút của Xuân Trường cũng rất nhiều cú sút hỏng. Nhưng mà hỏng ở trong buổi tập thì cũng là điều không quan trọng. Quan trọng nhất là có thể dứt điểm thành công ở trong những trận thi đấu. Bên phía Hà Nội thì Quang Hải cũng là một trong những cầu thủ có cái chân trái rất dị, và thường xuyên là những người thực hiện những quả đá phạt của câu lạc bộ Hà Nội. Hẳn các bạn không quên được cú cầu vồng ở tại Thường Châu, khi mà Xuân Trường đã nhường pha đá phạt đó cho Quang Hải, và Quang Hải đã có một cú cớ lòng chân trái đẳng cấp và đưa trái bóng vào góc chữ A, một góc rất khó. Và đó là bàn thắng đó đã trở thành một cái bàn thắng mà có thể nói là đẹp nhất sự nghiệp của Quang Hải, cũng như là tại giải đấu U23 châu Á năm đó, năm 2018. Cái dáng sút phạt rất đẹp. Đây là cái khoảng thời gian cuối buổi tập rồi, các cầu thủ có những cái việc tự do tập luyện. Theo mình được biết thì tại các câu lạc bộ lớn chơi bóng đá trên thế giới thì các cầu thủ nổi tiếng mà muốn tập luyện thuần thành thạo những cái kỹ năng của mình thì cũng đều dành rất là nhiều thời gian ở trong các cái sân tập của đội bóng để có thể gọi là mài sắc những kỹ năng đó. Mình nghĩ rằng câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai mỗi cầu thủ đều có những cái kỹ năng riêng của mình. Với Tuấn Anh thì nổi tiếng ở những pha đi bóng, những pha cầm nhịp hay thoát pressing. Công Phượng thì khả năng đi bóng vào vòng cấm địa và sộc thẳng vào mặt của đối phương, những cái cách đi bóng rất khó chịu và tạo nên thương hiệu của Công Phượng. Bên cạnh đó cũng là những pha dứt điểm rất hay của Công Phượng bằng cả hai chân. Văn Toàn thì là một cầu thủ rất tốc độ và có khả năng chạy không bóng, chạy chỗ không bóng cũng như là di chuyển rất là tuyệt vời. Còn Xuân Trường thì khả năng đá phạt của cái bàn rồi. Đây là một tình huống các bạn hãy cùng quan sát. Huấn luyện viên Nguyễn Văn Đàn kiến tạo cho Kelly những tình huống tập dứt điểm của thầy Đàn dành cho Kelly. Xin lỗi các bạn, Chevowas, xin lỗi các bạn rất nhiều. Mình nhìn thấy Chevowas và Kelly cũng khá giống nhau ở cái mái tóc. Buổi tập của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai diễn ra trong khoảng 45 phút và 15 phút còn lại là 15 phút tự do các cầu thủ tập luyện. Và thực tế thì có nhiều những cầu thủ mà người ta nếu mà không phải sát những trận thi đấu như này thì người ta thích chơi ở cái sân bóng này bao lâu thì tùy thích, bởi vì đây là cái sân bóng của đội bóng, của câu lạc bộ rồi. Và
họ có quyền tập luyện, họ được quyền rèn luyện cái kỹ năng tập luyện của mình. Anh Đức, một sát thủ trong vòng cấm địa. Đây là Dũng Quang Nho và Bảo Toàn, hai cầu thủ còn sót lại ở buổi tập, đang tập luyện với nhau những bài chuyền bóng và những cái bài gọi là tập chuyền bóng, tập dứt điểm. Đây là đường chuyền của Dũng Quang Nho dành cho Bảo Toàn. Vâng. Vừa rồi cũng là những hình ảnh cuối cùng mình gửi đến các bạn trong video buổi tập của câu lạc bộ Hoàng Gia Lai. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Đừng quên bấm like, subscribe và bấm nút chuông để nhận được thông báo mỗi khi có video mới. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.